top những sự thật về người hùng huyết thanh Destiny Hero Plasma của Edo. 1. Destiny Hero Plasma được sử dụng lần đầu tiên trong tập 97 của series Yu-Gi-Oh! GX ở cấp độ Pro League giữa quán quân Didi và kẻ thách thức Dr. Collection. Tuy vậy, mãi đến trận đấu sống còn sau đó của Edo, chúng ta mới có thể chứng kiến được toàn bộ ngoại hình và sức mạnh thật sự của Plasma. 2. Plasma được tạo ra bởi cha của Edo, Phoenix, một nhà thiết kế bài ma thuật của tập đoàn Industrial Illusion. Chính vì sức mạnh tà ác từ quỷ dữ mà đi Hero tối thượng đã mang đến bi kịch đau buồn cho Edo, Phoenix. 3. Tên gọi tiếng Anh của quái thú này là Destiny Hero Plasma, trong khi đó đi Hero Blue D mới chính là tên nguyên gốc tiếng Nhật và anime. Đối với tên tiếng Anh, Plasma được lấy từ Plasma Blood, được có nghĩa là huyết tương. Còn chữ Blue D cũng chính là cách phát âm từ Blood. 4. Anh hùng số phận Plasma được lấy cảm hứng từ bá tước Dracula trong tiểu thuyết cùng tên được viết bởi Jam Stoker. Hiệu ứng của Plasma quả thực rất giống với đặc tính của ma cà rồng, đó là hấp thụ quái thú của đối phương nhằm tăng điểm tấn công cho bản thân. Tương tự như ma cà rồng cũng hấp thụ mạng sống của con người để trở nên mạnh mẽ hơn. 5. Không chỉ sở hữu ngoại hình vô cùng lôi cuốn cùng với cánh tay phải hình rồng rất giống với Elemental Hero Flame Wingman, Destiny Hero Plasma còn có thêm cho mình hiệu ứng rất bá đạo, đặc biệt khi kết hợp cùng với ma pháp Defog. Nói không ngoa thì đây chính là quân bài chủ lực của Edo Phoenix, nhưng sang đến series Yu-Gi-Oh! Arc-5 thì lá bài đi Hero tối thượng này không còn nằm trong bộ bài của Edo nữa mà thay vào đó là Dystopia. 6. Không chỉ sở hữu hiệu ứng đặc biệt rất mạnh, Plasma còn có khả năng dung hợp với đi Hero khác là Dotma để tạo ra một hợp thể dung hợp mới, Destiny and Dragoon. Đáng buồn thay, so với một quái thú dung hợp khủng sở hữu điểm tấn công 3000 thì Destiny and Dragoon lại có một màn chào sân vô cùng thậm tệ khi Edo bị đánh bại trước những bừa nhân Ochama.